biết sư sẽ lên hồi những hồn đèn để cho biết hồn đèn. Quyền ban phước hay giáo quả của chúng ta, mà chính mỗi người chúng ta là cái nhân mà tạo ra cái quả phước hay quả chính mình tạo. Cho nên quý vị phải nhớ điều đó. Và chính Đức Phật cũng khẳng định rằng Ngài cũng là không phải là Ngài không có quyền ban phước hay giáo quả, chính mình tạo phước quả cho chính mình. Cho nên hôm nay quý vị trở về đây thắp cầm lên ngọn nến, tức là gì? Chư tôn đức tăng đã hướng về chư Phật để mà thắp và truyền cho quý vị, để nhắc nhở rằng nhân mùa Du Lan này quý vị phải trở về thực hành hạnh hiếu giống như Ngài một kỳ niên để về. Tuy là một cái kỷ niệm một ngọn nến này, nhưng mà quý vị biến một cái hành động thiết thực bằng cách là gì? Tri ân và báo ân đối với hai đấng sinh thành, cha và mẹ. Cái nguồn năng lượng đó từ Ngài hiếu một kỳ niên mà quý vị áp dụng. Còn những cha mẹ còn hiện tại thì chúng ta phải nguyện để chúng ta có thời gian để mà phụ dưỡng. Tuổi Phật tử ở bờ sông đó, chúng ta hoan hỷ tiến lên phía trên và để cho các chú thầy chúng ta sẽ tìm hai vị đại diện chúng ta tìm ra, chứ không có tròn xuống tăng quân tình. Chúng ta đứng là để hiến dạng Phật tử, không có để không hoan hỷ tiến lên trên đây. Quay đi.
đầu nhỏ xíu hà. Từ từ đi, một hàng đi lên một hàng đi xuống. Ủa xong về.